Thì ở video này mình với Vidas sẽ cùng nhau khám phá những bí mật nổ não trong blog food. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn tập với 4.145k phần bình luận nha. Hả? Ê, cái tay em bị gì vậy? Ê, em chạy thôi phô. Gịch đi. Đang làm gì vậy? Bưng phở hả phô? Nè, gấp, nhanh ship ơi. Đây đây, bàn này nè. À, phục vụ quán mình mới thuê nha các bạn. Rất là năng sức luôn. Ai, à, quay lại vấn đề chính nè. Thì đến với bí mật đầu tiên có vẻ các bạn không biết trong blog food, đó chính là khi chúng ta sử dụng cây sắt anh cho. Rồi, đến lấy cây sắt anh cho gan phát. Đây. Rồi, bây giờ em có trái hùng mạnh không? Em biến thành trái hùng mạnh đi. Sử dụng chiêu ít vô với đất. Mày, ui, thấy không, thấy không? Hay, sao làm được hay vậy? Kiểu bể màn hình luôn, sự thật nổ não. Thì em chỉ cần bự hơn anh là anh xài chiêu ít vô đã tự bể màn hình giờ. Em thử biến hình trái mammoth thôi ơi. Rồi bây giờ thì Vidas chỉ cần biến hình mammoth và mình sẽ sử dụng chiêu ít này lại một lần nữa nha. Sẵn sàng chưa? Rồi. Xúc mày nè con. Mày. Vẫn có hiệu ứng bể kính. Ờ chuẩn. Mỹ sao là em bự hơn anh là vẫn xài chiêu ít vô là bể kiến à? Vậy là dùng lên mấy chiếc thuyền được luôn hả? Ờ miễn là cái gì bự hơn em là xài chúng nó là nó bể à. Nhìn hiệu ứng bá đạo không, như trong anime vậy đó mày. Ok, đối với bí mật tiếp theo, các bạn cần phải sở hữu cho mình trái portal nha. Em đâu rồi phố? Ở đây coi. À, em biết trái portal này có cái bí mật gì mà em không bao giờ biết luôn không? Không. Thì đó chính là khi em sử dụng chiêu ít, em có thể quýnh thường đối thủ. Ghê không? Dán tàn hình hả? Ờ, trong lúc anh tàn hình anh vẫn có thể quýnh em luôn. Nè, ui, gì vậy? Em mới quýnh anh hay gì vậy? Có đâu, bóng ma quýnh hay sao? Ờ, gì ghê vậy? Ui, gì vậy? Thì như các bạn có thể thấy đó, chúng ta có thể sử dụng quýnh thường ở trong cái dạng tàn hình của chép bottle mà không bị phát hiện. Đây là cái bí mật cũng khá là hay ha. Ây da, thôi tha. Thì với bí mật này các bạn có thể dùng để... Mày! Mày! Su! Giết mình thiệt trời. Anh giỡn mà. Nhưng mà chết thiệt. Thì đến với bí mật thứ tiếp theo. Không nhớ thứ mấy nữa. Thì đầu tiên chúng ta cần phải qua lava nha các bạn, đảo Nhung Nham. Đi thôi. Ơi, da. Ơi, mỗi lần qua đây nguy hiểm quá. Ai biết đảo này có bí mật gì không? Đảo này có bí mật gì vậy? Mẹ mày chôn hả? Rồi, bí mật đảo này hả? Đơn giản lắm. Rồi, leo lên đây. À, đương nhiên là không phải cái phòng này nha. Cái phòng này thì chắc ai cũng biết rồi. Leo lên đây xong rồi em lấy ra cho anh trái kinh chôn nha. Sao em lấy dưới? Tại anh thích. Rồi, giờ em chỉ cần bật trái kinh chôn lên cho anh. À, coi nè. Phố. Coi kỹ nha, làm một lần thôi á. Mày! What the fuck? Ui, cái này em không biết thiệt nè, cái này chắc chắn là có rất ít bạn biết nha, đó chính là các bạn có thể cắt cái lu ở đây nha. Em đứng chở hơi coi có bị lava đốt không? Không được, không đứng được. Dạ, vậy chết đi. Ôi. Như các bạn có thể thấy ở đây thì chắc kinh cho nó không thể cắt được mấy cái dây xích ở đây đúng không? Tuy nhiên thì đối với cái lu dưới này thì nó vẫn có thể cắt được cách bình thường nha. Đây, bye bye. What the hell. Ok, chúng ta sẽ đến với bí mật tiếp theo ở C2 nha các bạn. À nhầm, thật ra không phải ở C2. Ai phốt, thì em nghĩ Lock Food nó kiểu có logic không? Kiểu như là mấy chát quỷ nào càng nặng thì sẽ càng đi chậm lên á, anh tin không? Không. Rồi, à, giờ em lấy chai mammoth ra đi, anh sẽ cho em thấy. Anh sẽ lấy chai T-Rex nha. Bãi cái trưởng, giờ cần phải đi tích nổ cái đã. Ôi em bay cao dữ vậy. Sức nặng ngang mà em á. Bài luôn. Trời ơi trời, tôi dốc cái này lần thứ hai mà tôi dốc trời má nữa. Rồi bây giờ anh sẽ biến thành dạng T-Rex nha. À, ủa? Thôi quen cô độc. À, đứng đây nè. Đứng bằng anh nha. Đó, như các bạn thấy thì trái mammoth này với cân nặng tầm khoảng mấy ngàn tấn. Thì như nãy mình nói đó, trái càng nặng nó sẽ đi càng chậm. Thì trái mammoth này nó sẽ có thân hình bự hơn trái T-Rex. Nên là nó sẽ đi chậm hơn, các bạn tin không? Bởi vì đây là một tựa game có logic mà. Em đi trước đây, bắt đầu nè. 1, 2, 3, let's go. Đó. Chấp em lướt luôn á, không lại anh đâu. Thế. Ơi. Em thì nói chung như mình nói đây, trái càng nặng thì nó sẽ có tốc độ di chuyển càng chậm. Đây cũng chính là cái bí mật khá thú vị trong Lock Food ha. Bởi vì Lock Food chính là một game có tính logic rất là cao. Đến với bí mật tiếp theo, em còn nhớ là cái lỗi bung bay của trái human bằng cây sắt so không? Có. Thì có khá là nhiều bạn nói với mình là cây sắt so đó các bạn không thể nào mà bung được. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bung tốc độ siêu nhanh bằng trái human mà không cần đến cây sắt so luôn nha. What? Sao làm được cách này vậy? Thì đầu tiên em chỉ cần lấy trái human ra cho anh thôi. Bước tiếp theo thì các bạn cần phải chuyển sang dạng V1 của chiêu dách cho mình nha. À, cái trái human mình anh thức tỉnh đúng chiêu dách luôn. Bựa thiệt. Rồi sau đó thì em lấy một trái quỷ từ kho đồ của em ra cho anh đi. Rồi và cuối cùng em chỉ cần biến hình human V1, cầm trái quỷ lên, ship lock và nhảy. Ui em làm được anh, em làm được anh. Ghê không? Nhanh không? Nhanh. Ui
Anh bị giật lại luôn rồi. Em bị giật lại luôn rồi. Ừ. Ui nhanh vãi. Thì cái lỗ bung này nó sẽ bay cực kỳ nhanh luôn nha các bạn, thậm chí là có thể nhanh hơn cây sắt so luôn. Tuy nhiên thì do nó nhanh quá thì các bạn sẽ có nguy cơ bị quay lại chỗ cũ nha. Nè xem nè, bay thiệt là nhanh đi. Ui sao lần này không bị quay lại nè anh master, cái lỗi này rồi Phúc ơi, anh không bị quay lại nữa rồi. Ôi đỉnh vãi. Bây giờ các bạn không cần trái bottle để di chuyển qua đảo khác nha, các bạn chỉ cần trái human và nhảy. Đó các bạn thấy không, đây chính là cái trái mà đáng mua vĩnh viễn nhất. Và nếu như mà các bạn muốn mua vĩnh viễn á thì sao, lên shop mình nha. Ok, và đến với bí mật tiếp theo mà có vẻ em không biết nữa về trái human này, chắc chắn là em không biết luôn nha. Rồi, thì ở cái này á, em biết cái lỗi mà bung vũ khí bự của trái human không? Biết. Giờ em biến hình lên cho anh. Rồi, sau khi em biến hình lên, em chỉ cần bấm chiêu dách và cầm trái quỷ lên. Thấy gì không? Trái quỷ của mình đã bự lên. À không, thì ra thì nó chỉ cách xa cái tay mình xíu thôi, nhưng mà... là nó không nắm bằng tay, mà nắm bằng dị năng ha. Em có thể cho anh bạn em cách này nè. Ủa, cái cây phát sáng. Ờ, đó. Đỉnh không? Tự nhiên cây phát sáng kìa. Thì... đến với cái bí ẩn tiếp theo đó chính là... các bạn chỉ cần nhập code đăng ký cho anh Crazyland và random chết quỷ. Rồi random. Đu. Oh my god. Mà nó random nó chết T-Rex rồi các bạn ơi. Em nói random cái chết chớp mà. Đâu có đâu, khủng hả mày? Dạ. Thì đến với bí mật tiếp theo, em thấy cái cành cây trên đó không? Đấy, thấy bên Vinland đúng không? Đúng rồi, em chỉ cần bay lên trên đó. Thì đây chính là cái bí mật mà có vẻ khá ít bạn hiện tại biết trong Lost Foot hả các bạn. Bởi vì theo mình nghĩ thì chỗ này chỉ có những bạn nào mà chơi lâu năm mới biết thôi, còn những bạn mới chơi thì có vẻ khá là khó để biết ha. Đó chính là khi các bạn lên cành cây cao nhất ở Vinland, nó sẽ có ông NPC bí mật ở đây. Mystery Man luôn mà. Ừ, để tên là người đàn ông bí ẩn luôn mà. Thì ông này chính là nơi mà chúng ta sử dụng để lấy cây True Triple Katana của Zoro. Các bạn chỉ cần có 3 cái kiếm quyền thoại và đi lại ông này để nói chuyện thì nó sẽ cho các bạn cây True Triple Katana. Giống như mà em chỉ cần 2 cây này thôi là đủ đánh bại kìa đó. 2 song kiếm quyền gỗ mạnh hơn. Thôi các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết cây nào là mới là cây mạnh nhất nha các bạn. Ok, thì đến với bí mật tiếp theo ở C1. Em có trái bao tổ đó không? Anh đang xài nè. Ok, thì bây giờ em về cái đảo Snow cho anh nha. Let's go, đi thôi nào. Thì bí mật tiếp theo đó chính là ở trong căn nhà này. Chắc chắn em chưa biết luôn á, đi theo anh à, vô căn nhà đi. Em thấy cái lỗ ở đây không? Em cần nhìn lên thì oh my god. Gương vàng thôi hả? Cái gương vàng này cũng phải 30 mấy cây Bailey đó, tại nó bí ẩn mà. Đó. Này, ơ mấy trăm Bailey vậy? Cũng nhiều à, nhưng mà quan trọng là nó bí mật, kiểu bí ẩn mà. Ok, thì đến với bí mật tiếp theo. Em biết đó là gì không? Em biết. Đây, rồi, giờ qua House thì cách sầu đi. Ủa, anh lộn chỗ, Qua Hydra Town nha, mới đúng má nhầm. Thì em thấy mấy căn nhà ở đảo này không? Đấy. Kiểu là tất cả nhà trong Lost Foot luôn á là em không thể nào đi vô được đúng không? Tại cái cửa này màu đen nè. Nhưng mà trên hòn đảo này có một cái bí mật đó chính là em biết gì không? Gì vậy? Đi theo anh nè. Thấy căn nhà phía trước không? Căn nhà anh bắn nha nè. Em đi vô đi. Ui. What the fuck? Bất ngờ vãi. Thì căn nhà này bằng một cách nào đó các bạn có thể đi vào trong được nha. Oh my god, em nhìn như em tàn hình luôn rồi nè lên. Đâu em đang đâu? Ôi, what the fuck, với đất tàn hình thiệt kìa. Ui, đỉnh vãi. Rồi các bạn thấy không, da đen cũng là một lợi thế nha. Ôi, má hết hồn thiệt á. What the fuck, tưởng chơi game kinh dị luôn á. Thì em thấy cái bí mật này sao, bá đạo không? Chắc lần đầu cũng mới biết luôn đúng không? Đúng, đâu anh thử cắt cái nhà này. Đúng. Ôi, mấy nhà đảo Hydra này suốt vãi, what the fuck. Cà tưng. Ôi, mất tiêu vậy, gì á? Một phát. Trời. Ui, anh biết lý do tại sao có thể vô nhà được rồi. Hòn đảo này có gì đó không bình thường, Phúc ơi, chạy đi. Đến với bí mật tiếp theo. Rồi, lần này anh sẽ hỏi em thêm một lần nữa nha, em biết đó là gì không? Em không biết. Trời ơi, mẹ, tức quá. Sao nó không biết được? Rồi, giờ anh chỉ em một bí mật nổ não luôn nha. Em bấm vô cái chữ shop đi. Rồi, em kéo xuống phía dưới. Em thấy trái T-Rex rõ ràng là nó mắc tiền hơn trái mammoth đúng không? Ừ. Tại nó nằm phía trên nè. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như em bấm vô chỗ item thì trái mammoth nó lại mắc tiền hơn trái T-Rex. Ôi, em nghĩ là admin quên ship hay sao? Mình cũng không biết lý do tại sao có trường hợp này xảy ra nữa, nhưng mà có vẻ do admin sơ sức ha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với C2 nha các bạn. Rồi trở qua cà phê đi. Em biết ở đây có bí mật gì không? Chính là sử dụng tộc Minh V4. Ok, bây giờ các bạn chỉ cần bật tộc Minh V4 lên cho mình nha. Let's go. Theo này Phúc, ra đây coi nè. Đó chính là khi mà các bạn bật tộc Minh V4 lên ở đây, các bạn có thể đi xuyên qua hầu hết tất cả bức tường luôn, xem nè. Thì ở bí mật này các bạn cần phải có cái gear dạng lướt mới được nha. Còn của mình thì không có, phải có cái super dash đó mới xuyên tường được. Và bí mật cuối cùng video hôm nay mà có lẽ các bạn sẽ không biết, V-Dash chính là Phúc.